Các anh chị và các bạn đến với khoa học Channel Sale, hướng dẫn các anh chị và các bạn phương pháp bán hàng, chốt đơn và chăm sóc khách hàng bằng điện thoại, hay còn gọi là telesale hay telemarketing. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với cái khái niệm là telesale là gì. Thế thì chúng ta thấy rằng là telesale là một cái hình thức mà chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động hoặc là điện thoại, các cuộc gọi để gọi điện cho các khách hàng tiềm năng của mình, thông báo về một cái sự việc gì đó. Thông thường nó chính là những cái sự việc bán hàng, chốt đơn và chăm sóc khách hàng, hoặc xác nhận một cái thông tin gì đó giữa hai bên là người bán và với bên là khách hàng. Thế thì tại sao mà telesale vẫn còn tồn tại trong cái thời đại internet như ngày nay? Bởi vì các anh chị các bác biết rằng là mỗi một người chúng ta đều sử dụng điện thoại di động ít nhất là một chiếc hiện nay, đúng không? Từ độ tuổi thứ 18 trở lên thì chúng ta đã sử dụng điện thoại di động rất nhiều, với dân số ước tính khoảng 96 triệu dân tại thời điểm tôi đang trao đổi về cái video này. Sau này nếu mà các bạn có thể xem video thì cái thời điểm dân số đấy nó có thể cao hơn, đúng không? Còn bây giờ là đang khoảng 96 triệu thì có đến 135 triệu thuê bao điện thoại di động, chứng tỏ rằng là số điện thoại di động ở Việt Nam rất là nhiều, đúng không ạ? Số SIM cũng rất là nhiều, chưa kể đến đấy là các điện thoại cố định. Với điện thoại di động là một cái vật bất ly thân như thế này thì chúng ta thấy rằng là telesale vẫn là một cái kênh bán hàng tốt, vẫn là một cái kênh chăm sóc khách hàng và chốt đơn tốt, hoặc là một cái kênh hỗ trợ cho việc bán hàng tốt các anh chị nhá. Bởi vì điện thoại di động là một cái vật bất ly thân của mọi người, và thứ hai nữa là cái số lượng người sử dụng điện thoại rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là thường xuyên đó. Thế thì không thể phủ nhận rằng là cái vai trò của nó rất là quan trọng, và chính vì vậy nó rất là cần thiết trong cái quá trình hỗ trợ hoặc là quá trình bán hàng của doanh nghiệp đối với khách hàng, hoặc là của các cá nhân đối với khách hàng. Dù nó có thể gây ra một số các phiền toái, như là chúng ta thường thấy là chúng ta thường bị đeo bám, thường bị gọi làm phiền bởi những cái cuộc gọi chào bán bất động sản, chung cư, rồi thì làm thẻ ngân hàng, rồi thì rất nhiều các cái cuộc gọi làm phiền khác nữa, hoặc là các cái tin nhắn SMS, đúng không ạ? Spam này kia, mặc dù bây giờ nó cũng bị hạn chế rất là nhiều bởi các cái quy định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì tôi cho rằng là đấy là cái rất là ưu điểm đó. Và hiện nay đội ngũ sale và các cái đơn vị bán hàng vẫn sử dụng telesale như một cái kênh bổ trợ hoặc là một cái kênh quan trọng để bán hàng. Là tại sao? Các anh chị của các bạn biết rằng là cái quá trình mua hàng nó sẽ còn cái giai đoạn là gì ạ? Tư vấn, đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng điện thoại di động để tư vấn qua điện thoại được. Giai đoạn chốt đơn, chẳng hạn như là họ đã đặt đơn ở trên website, bạn có thể bốc điện thoại lên chốt đơn confirm một lần nữa, đúng không ạ? Rồi thì giao hàng, thì ví dụ trước khi giao hàng, anh ơi, anh Phan, anh ơi, anh có nhà không? Bây giờ em có giao hàng cho anh được không? Vân vân, đúng không? Sau khi giao hàng xong, phải bảo hành, rồi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Thí dụ như là internet bị đứt, thí dụ như là truyền hình không vào được, thí dụ như là máy không hoạt động, bắt đầu anh Phan, anh ơi, anh có nhà không, em qua em xử lý sự cố, vân vân và vân vân. Đấy là lý do tại sao mà cái quy trình bán hàng, quy trình chốt đơn, quy trình chăm sóc hàng vẫn phải cần đến điện thoại, mà ta gọi nó là telesale, telemarketing, đúng không ạ? Vâng, thế thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải thừa nhận rằng là đây là một cái công cụ cũng rất là tốt, không kém gì Facebook, không kém gì Google cả. Nhưng mà cái cách sử dụng chúng ta phải sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Nó cũng giống như là chúng ta sử dụng email marketing, chúng ta phải sử dụng trong những cái trường hợp riêng của nó. Chứ còn mỗi một công cụ nó sẽ có một cái vai trò và một cái thời điểm ứng dụng, một phương pháp ứng dụng cũng như là lĩnh vực ứng dụng riêng. Ok. Vậy thì cái phương pháp bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng qua điện thoại, chốt đơn qua điện thoại, tư vấn qua điện thoại thì có thể ứng dụng vào những việc gì trong cái công việc kinh doanh hoặc là marketing của chúng ta? Thì ở đây chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta có thể tìm kiếm được các khách hàng tiềm năng, đúng không? Bằng cách là chúng ta có thể là mua bán, trao đổi, sưu tầm, rồi thì khách hàng người ta bỏ số điện thoại vào form Google Form, rồi người ta bỏ vào cái phần đăng ký website của chúng ta, vân vân, thì người ta có thể đăng ký được cái thông tin đó, và chúng ta sẽ bốc điện thoại lên, chúng ta sẽ tìm kiếm và tiếp cận với họ, được chưa ạ? Thứ hai là chúng ta cũng có thể nghiên cứu thị trường và chăm sóc khách hàng, hỏi ý kiến khách hàng thông qua điện thoại. Thí dụ như là chúng ta có thể là gọi điện thoại phỏng vấn, hoặc là khi khách hàng mua hàng xong
thì chúng ta có thể gọi điện thoại chăm sóc khách hàng và hỏi ý kiến về cái nhân viên này phục vụ có tốt không, cửa hàng bán hàng có tốt không, vân 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 vân, để đánh giá được cái hoạt động nội bộ của mình và cái mức độ hài lòng của khách hàng. Thế rồi chúng ta cũng có thể sử dụng điện thoại di động để xác nhận các đơn hàng, xác nhận người tham dự sự kiện. Chẳng hạn như là tôi chạy một cái sự kiện có hàng trăm người tham dự, thế thì để đảm bảo rằng họ sẽ đến thì tôi phải gọi điện, tôi phải xác nhận 2-3 lần, tôi phải nhắc nhở họ để họ đến. Bây giờ họ hay bận hay quên lắm, hoặc là tôi phải gọi điện thoại, tôi phải nhắn tin, tôi kết hợp như vậy các cái chiến dịch, các cái sự kiện để mà hỗ trợ cho cái sự kiện này nó diễn ra thành công. Đấy. Thế rồi thì tôi cũng có thể là chăm sóc khách hàng sau bán như tôi vừa nói. Ở đây là một cái phương thức cũng rất là quan trọng. Hoặc là tôi cũng có thể sử dụng điện thoại di động hoặc là điện thoại sale như thế này để upsell, tức là trong tiếng Anh upsell có nghĩa là bán thêm. Vâng. Và cross sale trong tiếng Anh có nghĩa là bán chéo. Bán thêm tức là họ có thể nâng cấp gói dịch vụ. Thí dụ bây giờ tôi đang sử dụng gói dịch vụ 300.000. Thế thì họ thấy tôi dùng rất là nhiều và họ có thể đề nghị tôi nâng lên gói 500.000. Đấy gọi là upsell. Tôi đang sử dụng dịch vụ internet, họ có thể giới thiệu cho tôi sang sử dụng dịch vụ truyền hình trả phí, hoặc là sử dụng một cái phần mềm, một cái dịch vụ gì đó khác, người ta gọi là cross sale, bán chéo. Hoàn toàn có thể làm được rất tốt, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể là sử dụng phương pháp telesale hay là telemarketing, giống như là một cái tổng đài chăm sóc khách hàng tự động, có thể là để khách hàng gọi tới miễn phí hoặc trả phí, hoặc là mình cũng có thể gọi tới khách hàng để miễn phí và trả phí để tư vấn hoặc là để hỗ trợ hoặc để bán hàng. Đấy là lý do tại sao mà cái công cụ này, cái phương thức này nó vẫn còn tồn tại trong cái thời đại mà mạng xã hội, rồi thì internet, rồi Google vân vân, Facebook vân vân phát triển rất mạnh. Nhưng mà cái vai trò, cái sức mạnh và cách sử dụng của nó rất tốt các bạn nhé. Thí dụ như là các bạn có thể gọi điện chăm sóc khách hàng bằng cách là ngày sinh nhật gọi điện tặng quà cho họ. Rồi bạn tổ chức sự kiện, đi du lịch, bạn có thể gọi điện cho họ, hướng dẫn họ cách này cái kia vân vân, rất là nhiều. Hoặc là chúng ta bây giờ chúng ta có số điện thoại của nhau, chúng ta có thể tìm thấy nhau trên Facebook, vẫn tìm thấy nhá, nếu mà các bạn cho phép, đúng không ạ? Hoặc là các bạn để số ở trên Facebook tìm thấy bình thường, tìm thấy trên website thông qua Google, tìm thấy Zalo vân vân, để chúng ta có thể có thêm thông tin khách hàng. Ok, tôi xin phép được kết luận lại cái video bài học này. Thứ nhất là telesale, telemarketing là gì, đúng không ạ? Đó là cái phương pháp chúng ta bán hàng, chốt đơn, chăm sóc khách hàng, hỏi ý kiến khách hàng bằng cách sử dụng điện thoại di động hoặc là điện thoại hoặc là tổng đài để gọi điện cho khách hàng của mình. Thứ hai là tại sao nó vẫn rất là quan trọng, bởi vì nó có những cái vai trò rất quan trọng như tôi vừa nói. Đó chính là cái việc là chúng ta trao đổi, chúng ta trò chuyện, chúng ta chăm sóc, chúng ta chốt đơn, chúng ta tái bán, hoặc là chúng ta bán thêm cho khách hàng, bán chéo cho khách hàng, và cuối cùng có thể ứng dụng trong những lĩnh vực gì. Và đó chính là ví dụ như là nghiên cứu thị trường, truyền thông sự kiện, chiến dịch, đúng không ạ? Khảo sát mức độ hài lòng, chăm sóc khách hàng sau bán, rồi tổng đài hỗ trợ dịch vụ vân vân. Còn trong ngành gì thì ta sẽ có một cái video bài học hướng dẫn về các cái ngành có thể là sử dụng thêm trong cái phần này sau. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.